Kính thưa bà con anh họ, xin kính chào tất cả quý vị quan khách đang có mặt trong tiệc cưới của Uy Minh ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Tạ Tuấn Anh, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi có một khoảng thời gian dài cùng làm việc với Uy Minh trong khuôn khổ của cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2013. Năm 2013 đó, Uy Minh tham gia trong đội tình nguyện viên của chúng tôi trong một cái đội hình tại gia đình áo xanh tình nguyện. Và Uy Minh đã từng trải qua một quãng thời gian rất là dài từ vòng khu vực, vòng toàn quốc và đặc biệt là vòng quốc tế. Uy Minh là sinh viên nói tiếng Thái, học tiếng Thái và chính vì thế chúng tôi đã cử Uy Minh là phụ trách đội Thái Lan trong khuôn khổ cuộc thi này. Và thưa quý vị thấy có thể là xung quanh tôi hiện nay đây là bối cảnh của nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, các đội robot đang tập luyện. Chính vì thế mà tôi không có mặt ở trong tiệc cưới ngày hôm nay được, thì tôi đang ở Ninh Bình cùng với các bạn tình nguyện viên áo xanh năm 2016. Và nếu như tôi nói thật là nếu như bây giờ Uy Minh không vướng tiệc cưới của mình thì chắc chắn Uy Minh cũng đã rất là muốn được tham gia cùng tất cả các bạn ở Ninh Bình cùng tham gia vào cái nhịp sống của Robocon những ngày hôm nay. Và sau đây từ nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, tôi xin được gửi lời chúc hạnh phúc đến Uy Minh của đại gia đình Robocon miền Bắc. Chúc mừng!